Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Rồi hôm nay mình tiếp tục đi câu lưng sông nha. Hôm nay cố gắng kiếm em nào to phục thù con hôm trước cái sải đây. Đây nước sông hôm nay thì cũng lớn mọi người ơi. Em thấy tình hình nước lớn thì nó cũng không biết là sao đây. Nói chung là nước lớn thì mình tìm mấy cái hang ở trên cao mà. Mấy cái hang đó, nó nằm trên mấy cái bờ cao, mình tìm mình cao thôi. Cũng đẹp đấy. Nói chung mình lớn mãi mãi cỡ này thì tìm hang cũng sướng. Mấy dọc bờ đây thì đi đìa trại trại đây nè. Nghĩa là có hang nào không đây. Bởi khi nước nó rút ra sau ngoài kia luôn này. Hôm nay nước đóng đập lại nước lớn quá. Hôm trước sải em khủng mà tao ngủ không yên luôn. Thôi nếu bây giờ mình đi dọc mình tìm hang nha, chỗ nào có thì mình cao anh em mọi người xem luôn. Bây giờ đi tìm thì nó cũng khá là lâu nha. Rồi dưới đây mình mới tìm được cái hang này. Hang cũng nhỏ nhỏ vừa vừa. Khó xe nè. Lào An này, Lào An ghê thế, Lào lên An này, này nhẹ nhàng ta, chắc nhỏ, cũng được, có là vui rồi, nên lâu là, Lào lên ghê chứ. Rồi có mở hàng cũng được rồi. Rồi đi mình tìm hang tiếp nha. Rồi dưới đây mình mới tìm được cái hang này. Hang cũng được nha, hang to đấy. To thấy được nè, hấp dẫn nè. Quan trọng là có em lương nào dưới đây không thôi. Hang vào cũng sao ghê ta. Rồi không thấy cái gì cao rồi đó. Không thấy cái gì cao luôn, không thấy đâu đây.
ăn mọi người, ăn này. Lao ăn thế. Đang lao xuống này. Nó to mà lên nhẹ nhàng chứ. Ui, cũng được, ngon. Cái này ngon rồi. Cái này ngon rồi. Vào. Hai này to mà con lươn thì cũng không to gì. Cái này chụp cá đây là vừa. Ngon. Ui, nút lúc luôn. Chà chà. Anh xem. Xem thấy cái nút gì mà nút dữ vậy. Để cho anh nuốt tí rốt cuộc rồi nuốt về đây. Mấy con khủng khủng mà nuốt kiểu về thôi để sao mà xảy cho nổi. Rồi. Ngon lành nha. Rồi để mình cho nó vào túi mọi người nha. Mình kiếm hang tiếp nha. Rồi dưới đây mình tìm được cái hang nè. Hang này nó nằm trong cái lùm cỏ. Hang cũng được lắm nha, to. Cái hang này dưới có hàng khủng nè, to là thấy hấp dẫn rồi. Ui dứt luôn mọi người, chà chà, như bò to mà nó không thấy nó lên mà nó đớp liền người ta. Ui có bao lớn mọi người ơi. Trời, cái hang to mà con lươn. Hang to mà con lươn gì mà lớn hết trời. Trời, cái hang chàm bá mà bà lươn có bà lớn thôi. Có khi nào mà còn bà lươn khủng ở dưới không ta? Con lươn. Con lươn, cái hang gì mà chắc ngày mình nghĩ tưởng tượng nó chắc con bà lươn chứ cũng không. Năm bảy lạng đó, cuộc ra bà lươn có bà lớn thôi. Thôi nó mát kỹ quá. Rồi đi mình gỡ nó sau nha. Nó mát chứ nó nuốt cái lúc luôn rồi. Rồi dưới đây mình tìm được cái hang này. Hang nó nằm ngang kẽ cây. Đây, nhìn dưới đây nè. Nhỏ. Mát dữ ta. An nè. Xuống giữ nắm lùn dữ mà. Bào lớn mà lên đơn giản người ta. Ui bào lớn mọi người ơi, nhỏ nuốt lúc luôn cái lưới cao của mình rồi. Lưới này nhỏ nhỏ không ta, đi xí xí nhỏ như ta. Rồi, nhỏ có cũng vui rồi. Rồi để mình tìm hang khác nha. Rồi dưới đây nó có cái hang nè. Hang cũng đẹp lắm nha. Hang được kia. Lên. Ui nộp lên đá nghe. Ui nó đẩy lên ở đâu mất rồi. Mới đẩy lên cái mà ta.
Rồi dứt. Có lý bao to đây chưa biết. Ui to, được được được. Ui này dính mép trên, mỏng quá. Ui này dính mép trên nguy hiểm quá. Ui trời ơi, nó dính mép trên, nó xé liền mọi người ơi. Đi đi đi, bắt màu khác còn câu lại nó có ăn hay không ta. Trời ơi, con lươn to nó dính mép trên, mình đọc chứ. Mình đã sợ rồi, mình đã kéo lên tới đó rồi, mình đã sợ rồi, mới chưa kịp nắm vào. Thiệt luôn hả ta. Không biết nó giao bằng lại không, chứ phát là đau lắm rồi. Thiệt tình hả ta. Con to ngon quá mọi người ơi. Không dám ăn lại rồi. Thế nó ốc ốc còn miếng này ăn lại hay không nè. Nè. Ủa nó ốc đây, ốc lên lại nè. Rồi, ăn lại. Ăn lại mọi người ơi. Trời nó táp phát sao nghe kinh nghe. Hình như chiếc này để cho nó nuốt tí đó. Ui dính cho chát nghe. Đóng dưới nghe trên là thua. Ui, dính mép mông, dính mép hồng nữa, nó nguy hiểm nè. Wow, trời nó sáng cái dây. Wow, ngon mọi người ơi, trời nó quắn vô cái dây. Rồi rồi rồi, để mình đưa lên trên. Đưa lên trên cho nó an toàn, chia sẻ này mọi người xem nha. Bỏ vô thùng rồi, nó bay rồi. Cũng nguy hiểm nữa nè. Rồi. Lại. Trời ơi, nó rượt mọi người tới kinh không. Wow. Ôi con này nó mát sao lắm. Ui, to ngon mọi người ơi. Ui, tưởng nào phát đó là chắc xong rồi đó chứ. Tưởng nào phát đó là chắc là nó bỏ luôn rồi. Đỡ. Ngon con này. Con này nó nằm 3 lần mấy 4 lần mọi người ơi. Trời nó nuốt nè. Phát sau nữa. Phát sau nó nuốt. Kinh không. Rồi phát. Cái phát đầu tiên nó vãi mà mình nó cũng còn đai lại chứ. Ui, con này bị ra tường nhiều quá mọi người, để mình lao bớt nha. Rồi để mình gỡ nó, mình gỡ ra này. Rồi để mình lao bớt mọi người. Lao bớt để chia sẻ này mọi người xem. Rồi để mình cho nó vào túi nha, con này ngon mọi người ơi. Cho nó vào túi cho để nó rực rực, nó bay ra ngoài nữa. Rồi dưới đây mình tìm được cái hang này, hang đẹp nha, hang gì hấp dẫn á. Ôi mình vừa rút cái dây cào lên nó đớp liền hả chưa. Vừa nới cái dây cào lên nó đớp. Ôi trời, nó làm sạch trơn màu rồi, để anh móc nhung khác nha. Trời bao lớn mà nó xuống dưới cái nó làm còn trơn luôn con màu của mình ta. Đợi mình tí nha, mát con màu đã. Bao lớn mà nó xuống là làm con trơn luôn.
Em lại nè. Ủa trời, mọi người ơi, cô xem mấy con lươn nè, giấy mà nó làm gọn trơn cái con màu của mình luôn. Trời nó thảm. Ở đây đi. Rồi giấy mà nó làm gọn trơn màu, mình tưởng là lươn cũng bự lắm. Rồi mình tìm hàng khác nha. Rồi dưới đây mình mới vạch được cái hang nữa nè. Hang nó nhỏ nha, mình đẹp á. Nước trong khe luôn. Thấy nhấp nhô lên nè. Có đáy nước nhẹ nhẹ lên nè, đó. Đáy nhẹ nhẹ đây. Trời giờ rất mưa nữa rồi. Dần lên dần xuống biết mà nó không lên à. Đó lên nó. Đó. Ui nó lên đã chưa. Ui. Trời nó trào lên đã. Ui nó lên thì ghi dần luôn á. Rồi ăn rồi nè. Trời bảo to. Con này có rách mọi người ơi. Con này có rách bự đây. Ui nó lầy, ui nó ăn dính, nó ăn nó nuốt rồi nó lầy nè. Ui ngon. Quá to mọi người ơi. Quá vàng khè luôn. Quá chá. Quá vàng khè luôn. Đã. Rồi vào. Quá ăn lươn nó vàng đã chưa. Rồi nó ốc lầy nha, nó ăn nó nuốt được màu rồi đó. Nó dằn lầy để nó tìm tiếp màu nữa đó. Lầy tìm màu nó ăn tiếp đó. Trời nó lên nè, ọc thì đã. Lên nè, ọc thì đã nha. Ui con này nó vàng đã nha. Ui. Ngon lành. Đã nha, ui mấy con này hấp dẫn quá mọi người ơi. Nhỏ hơn con mới nãy. Nhỏ hơn con mới nãy mà cỡ như này quá ngon luôn. Đã nha, ui mấy cái hang nhỏ nhỏ. Mấy hang nhỏ nhỏ mà lên lương ngon xinh ghê ta. Rồi để mình cho nó vào túi nha mọi người nha. Rồi mình đi dọc mình tìm hang tiếp. Mà cái chỗ đây giữ cái thùng như thế nè, cành canh mà nó rượt ra ngoài là chụp cũng không được nữa, mắc luôn á. Rồi hôm nay thì mình cũng chỉ câu được mấy con mọi người. Trời nó cũng mưa quá, mình ướt như chuột luôn. Ướt như chuột lậu. Coi thôi đi về đổ đó cho anh em mọi người xem. Có đường con cũng lớn. Quá. Không con đó. Nhiều 5-6 con vậy đó. Có đường con cũng to mọi người. Con này là mài lắm á, chứ không thôi là cũng không bắt được nó đâu. Rồi em lấy bao em bỏ cần mọi người xem. Rồi bây giờ con nó cũng yếu. Quắn vô cái dây lèo đó. Vô cái dây đó nó làm phát đầu tiên, nó làm cái sực phát đầu tiên vậy mà nó cũng mang lại nha. Lên lưng nó cũng lì. Đây à? Ê, con nó mình sái phót rồi lên chuẩn bị nám rồi mà rớt rồi mất. Mai là nó cũng mang lại được 6 con, được có 2 con được thôi, còn lươn trọng trọng nhỏ mọi người. Trời mưa quá à. Đi có mùa này bị mưa lại ra, mưa lạnh hoài chắc cũng được hơn ký quá. Rồi em bỏ đây nè. Lạnh bây giờ tay mình còn rung luôn rồi. Ôi được ký mọi người ơi.
ký nhất là 2 quả một tí, hơn 1 ký. Đây cũng ngon rồi. Cái lớn hả? Ừ, xem lớn thì được lớn được chắc cũng cả mình nghĩ cả cũng cả 3 lần rưỡi. Lươn mùa này thì nó cũng mập lắm nha, lươn mùa này thì nó nặng. Ôi gần 4 lạng luôn mọi người ơi, 3 lạng 8. À, 3 lạng 8 gần 4 lạng luôn, lươn nặng ghê ấy. Rồi cho nó vào thùng đi, lươn rất là lươn ngon ghê ấy nha nặng. Con này mập rập. Mập rập luôn nè. Ủa quắn vô cái dây leo cái nó. Bây giờ nó thăm đỏ chứ. Rồi em cho vào thùng đi. Ồ, ngon, cái ngon, ngon ghê mọi người ơi. Còn nó vàng vàng, hấp dẫn. Đây, con to kia cũng vẫn còn kìa. Có con kia nó đừ. Con kia đừ nhỏ nằm tháng đợi luôn rồi đó. Đó, con nó nhỏ nằm tháng đợi đó. Trời nó cũng mưa quá mọi người ơi. Hiện tại cũng đang còn mưa nè. Mưa hoài thôi. Thôi đến đây thì mình kết thúc video nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem và ủng hộ cho mình nha. Rồi hẹn gặp lại anh em mọi người ở video lần sau nha.